Ngày 14 tháng 4, chi hội người khuyết tật xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2023, 10 năm thành lập chi hội người khuyết tật xã Tân Cương. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Cương có 80 người khuyết tật. 10 năm qua, chi hội người khuyết tật xã Tân Cương đã nỗ lực từng bước nâng cao vị thế của người khuyết tật, kết nối với các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ trang bị kiến thức, công cụ sản xuất, con giống cho một số hộ gia đình khuyết tật bên cạnh đó người khuyết tật còn được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của các cá nhân các nhà hảo tâm các tổ chức nhân đạo với những phần quà thiết thực những sự quan tâm và chia sẻ ấy đã giúp cho người khuyết tật vươn lên vượt qua hoàn cảnh hiện tại hòa nhập cùng cộng đồng